Chú mèo Đô Tốc Độ hổ báo đến cả cái nếp ăn. Chú mèo tên Đô Tốc Độ này chắc hẳn cũng đã nhiều bạn biết đến nhờ hành động chu mỏ huyền thoại của ẻm. Không dừng ở đó, chú mèo này còn làm cư dân mạng trầm trồ vì cái nếp ăn không thể hổ báo hơn. Cụ thể, sau khi em mèo này cố gắng giật được ổ bánh mì, liền gặm một cách khí thế. Nhưng không phải là chỉ gặm cho vui đâu, em nó có ăn đàng hoàng. Và đây, kiếp nạn của ổ bánh mì. Mọi người thấy cái nét ổng chưa? Cỡ đó không đó? Cái ổ bánh mì mà ổng làm như ổng đang gặm nguyên con cá mập hay gì á. À, không phải gặm lấy le đâu nha. Có ăn đàng hoàng. À, cái mỏ ăn cỡ này nè. Vậy đó, tôi mới nói là kiếp nạn ổ bánh mì mà. Không chỉ bánh mì, chú mèo này còn cân tất từ cơm trộn hạt cho đến cơm trắng cũng chán nốt. Ăn cơm xong là phải có canh và cả sầu riêng tráng miệng nữa cơ. Thế mới thấy được cái nét tham ăn quá trời quá đất của mèo ta. Ăn cơm thì phải ăn cả canh nữa. Bé mái ơi, cái mỏ vẫn dính hộp cơm kìa. Này là món canh rau đay cua nha mọi người ơi. Mà ăn gì ăn chứ cũng không thể thiếu món tráng miệng là món sầu riêng của ổng nha. Mấy đứa nhỏ tưởng gì định bay ra ăn ké mà đâu ăn được. Thử mùi thôi là dẹt ra liền. Cái này à, chỉ có ông bốc xin ăn được thôi. Ăn xong no nê rồi lại bắt đầu dựng cái yên xe đạp và chu mỏ huyền thoại của mình như chuẩn bị combat với bạn mèo khác tới nơi vậy đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.